Ít nhất 45 người chết khi một xe buýt có biển số Bắc Macedonia bốc cháy trên một xa lộ phía tây Bulgaria, theo các giới chức cho biết. Có trẻ em trong số các nạn nhân và 7 người bị bỏng được chuyển vào bệnh viện tại thủ đô Sofia, theo lời người đứng đầu Cục An toàn về cháy tại Bộ Nội vụ, ông Nikolai Nikolov, nói với đài truyền hình BTV. Ông cho biết có ít nhất 45 người chết sau khi một xe buýt bốc cháy và gây tai nạn, hoặc là bị nạn và sau đó bốc cháy. Tai nạn xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng, địa điểm xảy ra tai nạn bị phong tỏa. Hầu hết nạn nhân đến từ Bắc Macedonia, theo lời một viên chức tòa đại sứ Bắc Macedonia tại Sofia, nói với BTV.